tôi gửi niềm tin vào nhiệm kỳ mới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh sẽ phát huy sức mạnh tập thể, có những giải pháp thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, hỗ trợ khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Chúc Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình kết tinh được trí tuệ, tâm huyết của tuổi trẻ, đặt mốc son trên hành trình đổi mới và phát triển của hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, chăm lo quyền lợi chính đáng của thanh niên, giúp thanh niên rèn luyện, phấn đấu, hăng hái, sung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình là sự kiện quan trọng của thanh niên tỉnh Hòa Bình, là diễn đàn để các bạn trẻ gặp gỡ, trao đổi. Tôi hy vọng rằng đại hội sẽ dành thời gian để thảo luận, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp. Tôi kỳ vọng rằng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình lần thứ 7 sẽ đề ra các giải pháp hiệu quả sát với thực tiễn nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến của mỗi thanh niên. Tại đại hội sẽ bầu ra ủy ban hội khóa mới là những cán bộ đủ đức, đủ tài, bản lĩnh, sáng tạo để trong nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều những hoạt động ý nghĩa nhằm tạo cơ hội để thanh niên rèn luyện và đóng góp sức trẻ, sức khỏe cho sự phát triển chung của tỉnh nhà.